Chỉ có một chấm máu nhưng mà bị Java 4 tìm kiếm anh em à, tôi đánh liên tục là có. Máu hồi phải gọi là super hồi máu bởi cái đao tím của tôi. Và yes, sir, lấy thành công mạng của Java 4 thì người anh em Mo Đàm Kaiser cũng đã đến rồi. Tôi gây sát thương liên tục 0.1 giây nữa hồi ulti trăng trối là có. Và lúc này người anh em Syndra cũng đã đến rồi. Tôi thành công giữ lại mạng của mình. Yes sir. Oh yeah, what's up anh em đã trở lại với kênh của tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ múa giạt xua nha anh em ơi. Đi chung với công an huyện nha. Trả thì ơi, khó chịu thì cái chứ hả. Đầu game giao tranh thì tôi sẽ gây sát thương gọi là rỉa liên tục vào người của anh Mo Đàm Kaiser. Thằng nào FK đấy, ok mới vào trận anh em à. Nhưng mà không quan tâm cho lắm, tôi vẫn rỉa liên tục, lóc gió trúng ha. Uy tín chưa? Rất là uy tín. Của Mo Đàm thì đang rất tự tin đây mà. Tôi lấy gió thành công rồi. Lúc này tôi lướt vào hất tung là có. Đánh liên tục chọt một cái anh ấy chạy đi. Tôi tóc biến theo. Và đã đưa Mo Đàm Kaiser vào trạng thái tới này. Coi thường giặc xua hả mấy nay sao được hả? À mà quên nữa, anh em đang xem clip của tôi có cần ạc với skin tốc chiến thì tôi có nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Có cả quay bát chìa khóa đầy đủ nha. Rồi cái món đầu tiên tôi lên nó sẽ là một chiếc giày để chúng ta kháng lại cái phép của em Mo Đàm Kaiser. Và đến khi mà tôi trở lại đường thì tôi tiếp tục rỉa ảnh bằng những cái đường lả lướt của chính mình. Lúc này tôi cố gắng lấy gió xong rồi nha anh em ơi. Và cái chiêu hai của ảnh giáp nhiều quá, đợi chút xíu rồi tôi mới ulti. Sau đó là đặt cái kiệt sức lên người của ảnh, lướt vào trụ đánh thường và lấy mạng của Mo Đàm Kaiser thành công. Sao kỳ năng quá vậy đấy hả? Ngày đánh gì sao tao chịu nổi đây? Chưa dừng lại ở đó đâu, tôi cảm thấy là tôi bị đe dọa rất nhiều, cho nên là tôi xuống tôi ăn cái con cua nghe. Thằng khứa nào nghe lộn cái con gì đó là không chịu trách nhiệm nha. Rồi vô tình gặp anh Java 4 lên đến anh bem tôi. Tôi đi vô bụi để lướt ngược về cho anh hết hồn chơi, lóc cái gió để cho anh rượt tôi hơi bị chậm. Rồi tôi binh liên tục để cho những người anh em xuống tiếp tôi. Thế mà Mo Đàm Kaiser lại đưa tôi vào lâu đài tình ái. Tôi đánh liên tục là có, biết là chơi không có lại cho nên là tôi đã tóc biến chạy đi. Rồi để lại Nautilus ở... anh Cường bảy núi. Oh shit, anh Cường bảy núi. Gặp nhau như cái duyên anh em mà. Và lúc này tôi lên một cái gươm đầu tải cùng với đó là tiến hành lên cây đao tím. Cái đao tím khó chịu lắm nha anh em ơi, chứ không phải là chỉ có kháng phép như anh em đã nghĩ đâu nha. Thật xa. Lúc này Mo Đàm Kaiser đã 0-2 rồi. Và cái bước tiến của tôi nó lại dễ dàng hơn. Lúc này tôi lướt ra và bầy lính hơi bị nhiều, cho nên là chúng ta sẽ tiến hành farm lính nha anh em ơi. Không vội đánh nhau nha anh em ơi. Farm lính đã. Cái thứ mà chúng ta cần là tiền, là money để lên đồ đấy. Tiếp tục trở lại với cái khu vực giao tranh ở trên đường top thì tôi ra cắm con mắt để bớt bị ganh anh em à. Và tiếp tục chúng ta sẽ dệt ra những kế hoạch lướt lên lướt xuống, lướt qua lướt lại, lướt trái lướt phải, lướt đông tây nam bắc để có thể nào đó để rỉa cái anh Mo Đàm Kaiser. Và lúc này anh em cũng có thể thấy là tôi chăn trối ngay sau khi mà tôi hất tung được anh ấy. Đánh liên tục là có, lóc gió thành công. Ném ơi ẩu rồi đó, lâu đài tình ái gì đây nha các bạn. Không sao, tôi vẫn rất chi là lá lướt và đang rỉa ảnh liên tục là có anh em à. Lúc này tôi lại có gió rồi, lóc cái gió không trúng nhưng mà không sao cả, anh đã đi về. Vậy luôn đi để ta bê chủ đứng đây đánh hoài. Khó chịu vô cùng không? Lúc này anh kéo tôi vô nữa anh em à, tôi chọt liên tục. Khoảng 8 giây nữa là tôi lại hồi ulti rồi anh em, cho nên là tôi sẽ nhường nhịn anh chút xíu nha. Nhường nhịn anh chút xíu đi. Sau khi mà chúng ta có ulti rồi chúng ta chơi tiếp. Lấy cái con bọ cạp sa mạc này ra để cho nó đẩy lên tiếp nè. Ok, và ngày này cũng đã đến rồi anh em ơi. Ulti lại hồi rồi, chúng ta sẽ có nhẹ nhàng cái lốc gió trước khi mà chúng ta vào nha anh em ơi. Căng thẳng vô cùng. Lúc này Mo Đàm Kaiser đã lui về rồi. Anh sợ cái gì? Anh sợ thì nói đi chứ ấy. Mất cái gió rồi anh em, nên phải kiếm cái gió khác. Nhưng mà lúc này ở trong khu vực cái gì sứ giả đây có giao tranh rồi, tôi vào ngay bấm ulti là liên tục. Đó, xong rồi cái là được tôi ulti liền. Đó, quá đã luôn, tóc biến qua để tìm kiếm người anh em Zivan 4 muốn chạy. Lúc này quay lại chơi với Mo Đàm Kaiser. Tôi cùng với lại là XP chơi quá là chơi luôn rồi anh em ơi. Và chính xác là tôi giành lấy được double kill, thành công khẳng định vị thế và cái sự đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ của mình. Đó, khó chịu vô cùng chứ anh em. Và cái đao tím đủ tiền rồi, về lên đồ thôi. Yes sir. Rồi, lên đồ xong là phong thái của con người nó khác liền anh em à. Lúc mình tôi lướt lên đánh liên tục vô người của Mo Đàm Kaiser là có, hất tung luôn. Tôi tính chăn trối nè mà thôi, chừa cái chăn trối thứ hai anh em à. Lấy gió thành công nè, lóc nè, sau đó chăn trối vô trụ nè, đánh thường nè, đây. Quá nhẹ nhàng, và tiền thưởng của anh ấy lúc này chỉ còn 200 mà thôi.
tôi lấy xong cái trụ đường trên và chúng ta sẽ có những cái bước di chuyển tiếp theo đến những cái khu vực giao tranh tiếp nha anh em ơi. Quá đơn giản, phải làm sao cho nó khó khó đi chứ, này đơn giản quá đi. Đây đây, còn hiện tại là đang giao tranh đúng không? Là hai thằng cứa nó đang ở trong trụ, tôi bấm ulti liên tục, chừng nào mà nó văng lên là có ulti liền. Đấy, tự nhiên cái có hai thằng văng lên anh em à, rồi tôi lấy được mạng của Galio, cùng với đó là anh Zava 4 đã ra rồi, chặn nhẹ cái tường gió, đi lưu vào trong, Zava 4 chơi cái người anh em của tôi lướt lại và lụm mạng của Zid, đó là double kill đến từ vị trí của người đẹp trai thành lịch vô địch khắp vũ trụ. Rồi tiếp theo đó quay lại gặp Zava 4 nữa anh em à, hoài chà, cho một cái gió triple kill là có luôn, chặn cái tường gió để cho Varus bớt bắn. Và bây giờ tôi sẽ làm cái cơm, ok, thôi anh em thông cảm nha, nè, đó, qua là kill nguội nha. Anh em thông cảm cái EW tóc biến đi chứ ạ, tại bấm không có trúng nút đó mà, nha. Khó chịu vô cùng. Rồi rồi, skip me sir, lại có giao tranh xảy ra, bấm ulti liên tục đi anh em ơi, thằng nào văng lên thì mình vô luôn, lúc này không có thằng nào văng lên hết, vậy là mình tự làm tự ăn. Đấy, lấy thành công mạng của anh Zavan 4 rồi, thì chúng ta lại tiếp tục trở lại dưới những ngày tháng cô đơn. Cô đơn quá cho nên là ra kiếm anh công an huyện chơi nha anh em ơi. Lúc này tôi sẽ có một cái gió là chắc chắn rồi, nhẹ nhàng lấy mạng của công an huyện, đưa KDI của mình lên là 1111 đó. Đã không, tứ quý 1 đó mấy nay à. Yes sir. Đẩy trụ xong mở khu vực đường dưới thì chúng ta sẽ lên trên đường trên và chúng ta đẩy trụ nha anh em ơi. Tôi bị khiêu khích bởi Galio, chặn nhẹ cái tường gió để cho mấy thằng khứa này khó chơi một chút xíu và cố gắng lấy thêm gió để có thể làm những cái pha chăn trói đẹp. Lúc này tôi EQ vào hất tung thành công hai người chăn trói là có Tristana nhảy vô và giúp tôi có thể lấy được mạng của Varus. Hay thằng khứa nào lên đó. Wow, tóc biến kịp anh em à. Nếu như mà không tóc biến kịp cái pha đó là chắc ngẫm rồi đó. Tôi rất tự tin về khả năng hồi máu của mình nên là tôi đang đợi cái thằng Zavan 4 lên đây để mà chơi nha anh em. À, lướt lên kiếm nè. Lúc này tôi đánh liên tục là có, đánh thường và anh em cũng có thể thấy là anh Zavan 4 phải ra đi rồi. Lâu đài tình ái của Mo Đàm Cai Sơ được đặt vào người tôi. Lúc này tôi cố gắng lấy gió, không phải một giây nữa là hồi ulti, chăn trói là có, Syndra đã lên và giúp tôi lấy được mạng của Mo Đàm Cai Sơ. Yes sir, đánh nó phải căng như vậy coi nó mới đã mới đây à nha. Dạ rồi, cái giây phút mà tay muốn ăn Baron Nashor đã đến và đâu nặng mấy cái đi rồi, giờ giao tranh tiếp rồi, bấm ulti liên tục nha anh em ơi, thằng nào văng lên là ulti thằng đó luôn. Rồi sau đó tôi vô giao tranh rồi tôi lướt ra lướt vô, tại vì sao, tại vì là chúng ta đang bị mạnh anh em à, cho nên là chúng ta không có vô thế hàng được, làm sao mà vô thế hàng được trong khi chúng ta đang mạnh đúng không. Dạ sir. Ok, và lúc này vào ăn Baron Nashor thôi anh em ơi. Tôi phát hiện ra là Zid đi xuống cùng với Galio, hất gió thành công, bay qua ulti chăn chói luôn, chặn nhẹ cái tường gió, lướt qua lướt lại để giao tranh là liên tục. Mo Đàm Cai Sơ đứng đằng sau bật cái lâu đài tình ái lên. Tôi với em ấy đang solo là liên tục anh em à. Lớp giáp của em nó dày quá, tôi hồi máu cũng hơi bị nhiều, lốc gió là có hết ulti. Tôi lấy thành công mạng của Mo Đàm Cai Sơ. Mệt quá bây ơi. Ok, Zavan 4 đang bê trụ ở khu vực đường dưới kìa. Nhưng mà anh nghĩ là anh có thể bê được cái trụ đó không? Anh bê tới đâu? Thôi ta kệ đi, người ta có niềm sống mà, người ta có mục tiêu mà anh em, người ta muốn bê đâu thì người ta bê đúng không? Cũng hợp lý đó. Ok chưa? Rồi, hiện tại là anh em cũng có thể thấy là Chitana đang ở khu vực đường giữa và đẩy trụ lên rất là cao. Và chúng ta sẽ làm gì để hỗ trợ cho Chitana bây giờ? Thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần đẩy đường, đẩy lính lên mà thôi. À, tôi thì tôi ngửa tôi đi farm thêm vậy thôi. Trời ơi, cuộc sống mà. Cứ enjoy nó, enjoy cái moment này đi anh em. Tôi ra khu vực này giữa, mong là sẽ gặp 5 thằng, và sau đó là cân 5, rồi lấy pentakill. Nói vậy thôi chứ đông đông là nó lụm tôi đến mấy nay à, chơi không có lại đâu. Khiêu khích rồi trói tùm lum tùm lưa hết trơn mà chơi sao lại. Tristana đã đi cổng hết và đi lên đường trên để mà đẩy đường trên anh em à. Và anh em mình thì đẩy mấy cái đường còn lại đi chứ còn cái gì nữa. Mo Đàm Cai Sơ đang dí Tristana là liên tục. Lúc này tôi gặp ở khu vực đường giữa đó chính xác là người anh em Galio. Chắc lên trên rồi anh em à. Ba thằng đúng không?
Được, tôi với Nautilus lo được, Dittona cứ yên nghỉ em à. Lúc này tôi lên, ai da, ulti nhẹ nhàng vào người của Zid. Và lúc này tôi đã lấy thành công mạng của Zid rồi, lướt ra đằng sau để kiếm Galio. EW là có hất tung hai người, kiệt sức được bật ra và sau đó tôi đánh thường lấy được mạng của Galio. Sau đó là Zavan 4 mình chắc chắn cũng phải ra đi rồi anh em à. Đó là Triple Kill đến từ một người đẹp trai, cái thánh lịch, vô địch khắp vũ trụ và bên cái phải đầu hàng. Bởi vì sao? Bởi vì chiếm có nới. Ok anh em ơi, và nếu như anh em thích video của tôi nhớ để lại cho tôi một đăng ký và một follow nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, sẽ thank you, comment cái gì đó cho tôi nha.